Dạ. Dạ Hậu Giang, dạ. Dạ. Dạ kênh Trung Tịnh TV. Dạ. Ơi là ngon à. Đâu đâu với lại coi. Okay. Chắc tay thì còn, chậm tay cũng còn, quay về Sài Gòn ăn luôn. Hôm nay chở hai, bữa nay chở hai gái đi du lịch hả? Ờ, chở hai gái đi du lịch nè. Ngon lắm, ngon lắm nè. Có xương không? Có xương không? Em hết rồi. Em hết rồi. Em trắng rồi. Dạ. Ăn ớt không anh? Dạ, ít thôi. Rồi, Trung Tịnh TV mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay mình đi xuống chợ nổi Cái Răng này, mình quay chia sẻ đến quý vị bà con xem. Để bà con biết chợ nổi Cái Răng này buôn bán như thế nào, bà con đi du lịch ra sao nha. Qua hôm nay mình cũng có kêu được cái tô hủ tiếu, hôm nay mình đòi chứ này xuống mình đói rồi. Giờ mình ăn nha, mình quay chia sẻ cho đến quý vị xem nha. Nay chắc này cũng chưa, khách đi du lịch hơi vắng rồi nha quý vị. Rồi bà con gần xa có đi du lịch đến chợ Cái Răng này thì xuống chợ nổi này ăn một lần cho biết nha. Ở dưới này là kêu bằng bún bún lắc, ngồi ăn có lắc lắm quý vị ơi. Rồi cô này cô bán nước giải khát rồi, sáng cô giờ cô bán có đói bụng rồi, mua bún ăn rồi. Sáng giờ bán được không cô? Gì hả? Dạ. Cô bán hàng ngày, ngày nào cũng bán cái gì? Dạ, bán suốt ngày không? Gì hả? Wow, lắc quá lắc rồi. Wow. Rồi bởi vì kêu này là bún, cái này bún. À, kêu này bún lắc mà. Ăn bún lắc. Ngày kiếm là được bao nhiêu tiền, thu nhập được nhiêu cô? Cũng như mình đi mà mướn đi, nhưng mà mình lớn tuổi đâu mà mướn nổi. Dạ. Ví dụ bữa thì ngày thường thì trăm ngoài 200 ngàn, ví dụ để kiếm được cái nhiều hơn chứ. Dạ, vậy hàng tùy theo bữa, hàng khách đông thì mình buôn bán được ha. Không có nói trước được. Dạ. Rồi bà con gần xa tới xuống đây ăn bún lắc một lần cho biết nha. Bây giờ mình cũng thưởng thức hủ tiếu lắc mà quý vị ơi. Có hai em gái đi tham quan rồi ngồi ăn bún cá xinh nha. Ăn bún lắc ngon không gái? Gái? Ăn bún lắc ngon không? Rồi mốt lên vô kênh Trung Tịnh TV á. Vậy đó hả? Dạ. Chết bộ, mỗi tiền còn cách luôn rồi. Anh YouTube. Vậy hả? Ngon ơi là ngon nha. Kêu của đồng ngon ơi là ngon ơi. Thôi giờ mình ăn cái gì vậy? Giờ đói bụng rồi. Để đây họ nó lắc có đổ không ta? Cái gì? Tay đâu vậy? Rồi mình cũng xuống chợ nổi Cái Răng này, mình cũng trải nghiệm mà mình ăn uống dưới trên sông nha, bây giờ ăn thử một lần cũng cho biết nha. Đây khách du lịch nó cũng ngồi đói bụng cũng ngồi ăn quá trời nhiều quá vậy. Ừ. Đây Tết là quay thường xuyên. Khi mà người già bao giờ rồi bây giờ mình đói bụng quá vậy, mình dành kêu các tô hủ tiếu dưới em nặng dưới chợ nổi nè, chợ nổi Cái Răng. Rồi mời quý vị ăn hủ tiếu với mình nha. Ăn dưới này lắc quá trời quý vị ơi. Ngồi ngồi không vững luôn á.
xuống đây ăn hấp dẫn lắm bà con, quý vị đi có du lịch là xuống đây ăn lần cho biết nha. Đây hủ tiếu qua gần lại chút rồi được thịt thịt heo quý vị ơi. Quý vị đi du lịch là xuống đây bán đầy đủ đồ ăn dân các kiểu nha. Quý vị xuống đây đi du lịch đừng có sợ đói. Rồi mời quý vị nha. À, khoan khoan đi quên ăn cái rồi đó. Con trung tình tư quy. Trung tình tư quy ha. Rồi. Có chị bán này bao lâu rồi chị? Mười mấy năm nè anh. Mười mấy năm hả? Vậy là anh trung thủy vợ lắm nè, anh dạ. Nói tên trung tình tư quy nè. Gặp phụ nữ nào cũng trung tình hết á. Dạ trời ơi ạ. Mến nó trung tình với vợ cũng quay lên phụ nữ nữa rồi. Bán là tô nếu mà bán là nhiêu tô qua chị? 45.000 anh. Rồi 45.000 luôn. Giá bao nhiêu này bán cũng hợp lý nha. Tại vì cô không bán ngọt cái khổ sao tốn xăng dầu rồi. Chứ tốn tiền kem phấn nữa bán cái giá cũng hợp lý. Rồi quay mà hai người đẹp kìa. Rồi hai người đẹp đây. Nè, quay mấy con nữa nè. Dạ, đẹp dạ, đẹp luôn. Ông Út cũng đẹp. Con đó ba người đẹp chứ mấy hai người đẹp. Ba người đẹp đúng rồi. Bác ông nói không nói cô lo có giận nè. Ba người đẹp mới đúng rồi đó. Cầm được lắc quá. Đúng lắc quá. Đẹp lắm, đẹp luôn, ngủ trong con cũng không đẹp. Dạ đẹp luôn, ông Út cũng đẹp. Đẹp lắm, đẹp, đẹp đấy. Có 2 con 7 em lặn không vậy? Không, không chạy đường đi. Thấy cô Lan đẹp rồi đó. Ba chị, hai chị nó cũng đẹp. Quay em đi, quay. Hồi em gái ngại, em gái che mặt mày. Lắn hả? Kệ lên lát lên tặng cho hộp kem. Kệ em gái thôi. Kem chống nắng. Trời ơi. Quá dữ rồi. Có chứng giấy đâu mà thiếu. Đúng rồi. Giờ anh nói giáp đâu hả? Ý rồi. Hai đứa đi ở đâu đây, vô lên đây hả? Hai đứa ở đâu? Long An hả? Long An. Rồi anh ở đâu? Hả? Anh ở Long Trưng á. Long Trưng gặp là Long Niên Long Nát đó. Có người yêu đâu không thấy đi mà đi có hai đứa à? Em ngủ người yêu đi. Em chưa có người yêu anh ấy. Hả? Anh giới thiệu chưa? Còn lát lát đi. Anh cò gặp vẹt rồi phải không? Anh cò, anh chở anh đi rồi, về nói với anh cò là chị chim chị chở rồi. Chị chim chở rồi. Thôi Duy nói vậy đi. Thôi mình ăn bây giờ mình qua mình đi theo cái ghe cái cô này nè. Mình quay tiếp chia sẻ cho quý vị xem. À, anh thiếu dưới, anh xuống dưới. Rồi vậy đi, ngồi đây đi. Rồi qua hai người đẹp này mình đi quay vòng chia sẻ cho quý vị xem luôn nha. Rồi. Quay hai đứa em gái. Rồi. Rồi cho anh xin hình ghi hình quay lên chia sẻ cho bà con xem luôn nha. Wow. Tới rước mình bây giờ hôm qua thiện đây rồi cái gì. Ủa hai đứa làm ở trên này á gì á, là từ Long An lên đây chơi. Dạ. Làm ở trên Long An á. Dạ. Quê Long An luôn ha, quê ở đâu? Dạ, quê Hậu Giang. Hậu Giang đâu nào? Như Thanh hả? Anh ở bển nè.
Nằm về xã nào không kê? Dị chung. Bây giờ hai đứa giờ qua băng bển, hai đứa giờ băng bển nó cắm cái mũi. Hai đứa giờ qua băng bển nó ngồi quay luôn cả cảnh toàn cảnh cho nó đẹp. Qua băng dưới á. À, xuống băng dưới á, băng kế á. Hai đứa xuống băng kế á. Ờ, hai đứa xuống bằng kế á, ờ chứ ông cậu quay cả toàn cảnh cho đẹp. Wow, đã đâu vậy? Nghiêng nghiêng. Ô, tài xế à, tài xế lụa nghiêng. Ồ, có cho cô này lái dữ rồi chứ, chặt cua quýnh vòng cái nghiêng ra tạp. Hai đứa tên gì? Em tên gì? Nhiên hả? Rồi em gái? Ý hả? Rồi. Rồi hai đứa này ở Hậu Giang nè, em gái nè Hậu Giang làm ở Long An á. Rồi ăn dịp cái Tết dương lịch hai đứa em gái đi chơi dưới cả nổi cái gần nha. Rồi mình qua mình theo mình quay theo thuyền này xin theo quay chia sẻ cho đến với quý vị xem nha. Giấc này khoảng 8-9 giờ rồi vậy, khách đi du lịch cũng hơi thưa bớt rồi nha. Bà con buôn bán là cũng hơi thưa luôn nha. Thường đi rất sáng, rất sáng khách đi rất đông luôn. Rồi, chín cỏ luôn. Trời ơi. Quấn cái quần của ông nào rồi? Rồi, dính cỏ rồi. Rồi, dính cái bọc quá trời bây giờ. Có hai cái đi chơi đây còn đi đâu nữa không cái? Đây là chiều về giờ chảnh là thẳng lên Long An luôn hả? Dạ. Không có về quê sao? Dạ, không. Bao lâu về quê một lần? Chừng nào về quê nhớ liên hệ anh đưa theo anh quay đi đi du lịch không quay chơi. Dạ. Hai đứa làm gì chảnh? Dạ. Rồi mắc cục bọc quá trời anh ơi. Nó cái bao cái gì á. Bây giờ cô đi đâu? Đi bây giờ chở hai đứa đưa nó lên bên du lịch cái đâu? Du lịch nào vậy? Du lịch nào hả? Đi luôn không? Cả đi luôn đi. Wow, chặt cô quá dữ. Đó, nghe miếng tàu á, nghe miếng tàu á.
ngay bến tàu á. Ngay bến tàu á. Rồi, ca thì nó chạy khí thế rồi gì vậy? Mình tới đây, quay tới đây mình xin phép kết thúc video nha. Cả nhà xem có thú vị hay thì cả nhà nhớ cho mình xin một like và chia sẻ, nhấn chuông để thông báo ra video mới cho cả nhà xem. Cả nhà nhớ ủng hộ giúp mình để có động lực ra video mới cho nó hoàn hảo hơn nha. Rồi, cuối cùng xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Cả nhà nhớ xem video ủng hộ giúp mình nha. Rồi đây sắp tới mình có quay đồng hành, mình quay thường xuyên dưới cảnh chợ nổi cái căn này nha. Cả nhà nhớ đồng hình xem với mình cho vui nha. Và cho biết dưới chợ nổi cái căn này diễn biến như thế nào nha. Rồi giờ tới bến tàu rồi, mình lên về anh cò ảnh về trước rồi. Mình xuống mình đi nhờ cái thiện của cái cô này nè. Rồi tạm biệt hai em gái nha. Rồi hẹn gặp lại.